Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết như những cành hoa đào đã bắt đầu khoe sắc tại Hà Nội. Nhà vườn cũng đang tuốt lá để đào nở rộ đúng dịp. Tuy nhiên, tại một số vườn đào đã xuất hiện những cành đào nở sớm. Để phục vụ người dân chơi đào sớm, một số cành đào nở hoa đã được đưa ra chợ bán. 6 mỗi cành đào bán hiện nay từ 500-600 đến 600 nghìn đồng một cành tùy theo kích thước và dáng. Nhiều người dân thủ đô không khỏi bất ngờ khi thấy đào được bán sớm như vậy. Một người bán đào tại chợ Hoa Quảng Bá chia sẻ, Hà Nội đang chuẩn bị bước vào khoảng thời gian mưa rét nên việc chăm sóc đào đã cắt gốc thuận lợi hơn nhiều. Mỗi cành đào có thể bày bán tại chợ tới nửa tháng. Nhiều người lầm tưởng San Sale Black Friday đồng nghĩa với việc đợi đến đúng ngày đúng tháng mới suốt hầu bao. Thực tế, kinh nghiệm của những cao thủ mua sắm cho thấy, đa số thương hiệu thường bắt đầu thông báo sale một vài ngày trước thứ sáu đen tối. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể chụp trước những item xịn sò nếu nhanh chân. Tương tự trong ngày Black Friday, đừng ngần ngại truy cập vào cửa hàng online từ đầu ngày. Khi thông tin sale chưa lan rộng và ít người tranh giành, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho mình. Để không bỏ lỡ cơ hội này, cùng điểm nhanh các bí quyết dưới đây. Trở thành người mua sớm ngay từ ngày đầu, hiểu rõ bản thân mình muốn gì và cần mua gì, lựa chọn những thương hiệu uy tín, ghi chú khung giờ vàng để săn giá kịch sàn, thanh toán trực tuyến để sale trồng sale. Ngày 23 tháng 11, Huawei đã giới thiệu hai mẫu smartwatch mới tại Việt Nam cùng Watch GT3 và Watch GT Runner. Trong đó, mẫu Watch GT Runner nhận được sự quan tâm lớn từ giới công nghệ. Sản phẩm này đánh dấu cột mốc Huawei lấn sân sang thị trường smartwatch dành cho giới chạy bộ chuyên nghiệp. Huawei cho biết mẫu Watch GT Runner hỗ trợ 5 hệ thống vệ tinh chính, băng tần kép, hoạt động đồng thời theo thời gian thực, giúp tìm kiếm tín hiệu vệ tinh nhanh hơn và định vị chính xác giống như thiết bị GPS chuyên dụng. Người dùng có thể chia sẻ lộ trình chạy bộ yêu thích của mình và nhận đề xuất lộ trình từ bạn bè. Sau khi vạch ra lộ trình chạy bộ cụ thể, bạn có thể khám phá lộ trình này ngoại tuyến trong khi chạy. Hiện tại Huawei vẫn chưa công bố giá chính thức của các mẫu smartwatch này. Đại diện hãng tiết lộ Huawei Watch GT Runner sẽ có mức giá dưới 10 triệu đồng.